Quang Lai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Hiện tại Duy Minh đang có mặt tại một sự ưu tú du linh quý cô chú anh chị ơi. Thì Duy Minh vừa thấy người nhà của cô Thanh Kim Hoài đến quý cô chú anh chị. Đó. Thì thường thường là người nhà của chú đến thì sẽ có chú đến quý cô chú anh chị, mà tại Duy Minh vô bên trong chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem ha. Còn có chú Thanh Điền đến không quý cô chú anh chị? Đó. Là trước khi qua bển thì mình xin quay sơ cho bà con cô bác, cập nhật bà con cô bác ở đây ha, mẫu bộ của chú Vũ Linh. Hello cô, mới lên hả cô? Ôi. Dạ. Lên. Nay cô lên có mình hả? Đi không đa hả? Ôi. Dạ. Chú đi rồi. Dạ. Mình bỏ nha cô. Chú bữa nay mà đi công chuyện hả sao cô? Đi à, đi có con thấy hôm gà có tham gia bên bên chương trình của anh Khương Dừa á. Dạ. Thấy mẫu cô mấy bữa nay sạch không cô? Sạch. Quá sạch luôn. Quá sạch. Nè, này cái cô gì? Cái cô gì đi chung với cô á? Nay chỉ đâu có đi. Tại vì đi Honda là mình riêng mình mà. Dạ. Hoặc đi với bé nhỏ nhỏ đó. Bé nhỏ nhỏ là cháu đúng không cô? Cháu luôn. Cháu. Ừ, nay nó đi học rồi. Bé dễ thương quá ha. Chúc cho. Nhìn mặt chỉ thật cười đó. Nó còn xe. Ít nói. Lên đây. Cháu cũng 22, 23 tuổi đúng không cô? 22 tuổi rồi nhỉ? 22 tuổi rồi. Yeah. Cũng học bên đài đi bên truyền hình cái gì mà? Dạ. Ngẫm con có hỏi thăm. Lâu lâu hình như là mình mới lên từng trước hả cô? Cái lên bữa đám giỗ của huệ á, giỗ của huệ là hai mấy, 20 rồi cái qua 21 là mình lên. Dạ. Yeah. Là mới có mấy ngày. Nói chung là rút rồi phải chừa lại. Đúng rồi, mình phải chừa lại 3 cây. Đúng rồi. Yeah. Từ ở dưới cô lên đây khoảng đi hồi 11 giờ mấy, chắc giờ 1 giờ quá. Yeah. Khoảng bao nhiêu cây cô? Từ Sài Gòn lên chắc cũng mấy chục cây. Dạ. Yeah. Hôm trước con thấy chú đi tham gia cái sự kiện của anh Khương Dừa, thấy chú tâm sự, thấy chú vui quá. Được bà con cô bác cũng quan tâm chụp hình gì với chú. Dạ. Thấy chú vui, thấy cũng vui. Dạ. Bên Hoa Viên người ta cho nhân viên làm từ sáng giờ con. Đây thì có khu của anh Toàn. Hôm nay làm cỏ từ sáng giờ. Dạ. Dạ, lấy quay là tới rồi đó cô. Dạ, có con. Không, con thường thường con mỗi năm thì con mùng 1 con mới có về quê. Dạ. Không biết năm nay thì màu của chú của cô thì đối diện với chú Vũ Linh, hai bên cũng đều để hoa. Ở bên đây thì
đợi những cái bông giấy ha quý anh chị. Lâu lâu khoảng một tuần hai tuần là cô với chú Thanh Điền hay đến đây ha, lao dọn mộ trang trí lại. Sắp Tết rồi quý cô chú anh chị, Tết tới nơi lê quay cũng còn không có bao nhiêu nữa đâu, như ngày nữa rồi tới. Cô không dũ cái cô kia đi theo cho vui cô. Chị hôm nay chị đâu có đi. Gì hả? Sao đi nổi, chị không ngồi nổi. Sao? Chị không ngồi nổi hả? Chị mình chở. Gì hả? Cô cũng xiên á. Con thấy cô lâu lâu cái cô đi riêng một lần. Tại vì gầm á, cái vùng hộp nó không có ai, cái mình. Dạ. Cô là sao với cô Thanh Kim gọi cô? Cháu. Ý là cháu làm sao á? Cháu cũng là con. Dạ. Chung cô thì lâu rồi. Hồi đó giờ ha. Cô mấy chục năm. Ủa. Còn cái cô trắng trắng kia cũng ở với cô vậy. Dạ. Nói chung là người nào ở lâu đó. Dạ. Chung là cháu mà. Dạ. Có con bé gì á, nhìn thấy dễ thương ha. Bé nó đã Long Xuyên á. Dạ. Long Xuyên hả cô? Hình như chú là ở Cần Thơ mà. Chú ở Long Xuyên. Chú ở Long Xuyên hả? À chú Long Xuyên. Hồi xưa là chú ở Hậu Giang. Hậu Giang. Sau này về Long Xuyên. Sau này chú gì vậy? Chú hình như chú có nhà chứ mà. Chú nhà. Nhà Long Xuyên. Nhà Long Xuyên. Nhà, nhà lớn. Luôn dạ. Nhà cha mẹ đó mà. Ông bà nội ở đó. Sao cái đó hả cô? Cậu mua nè, lau đi con, lau dưới đây cho Tết lại. Tết mình lấy cái mình khử ra cô. Cái cứng. Sủi. Phải sủi mới được. Ở đây thì anh Toàn này, anh có kinh nghiệm nè cô. Có anh Toàn. Anh Toàn, anh có kinh nghiệm anh Toàn. Chỉ gách cho thì đó, nó cứ lấy đồ sủi đó. Cho cô. Lấy gì vào, giống như cái chét ngày xưa vậy nữa hả? Cái dao ấy hả? Có cái lưỡi. Tết năm nay cô ở Sài Gòn hay là gì dưới Long Xuyên? Cô ở Sài Gòn hả mà? Dạ. Tại cha mẹ cô cũng ở Sài Gòn mà. Dạ. Cô có hay đi về Long Xuyên với chú không? Có khi nào chú đi mình mới đi. Dạ. Cũng thỉnh thoảng mình cũng đi về với chú với chơi ha. Cũng đi chơi. Dạ. Hồi xưa thì đi với cô Huệ. Huệ đi hát ở đâu mình đi đó. Ngày xưa thì con thích nhất là cô hay đọc những cái chuyện á. Chuyện đọc với chú Thiện Nghĩa. Dạ. Chưa đọc xong nữa đó. Dạ. Cũng còn. Mà cô đọc hay. Cái giọng rất là hay. Hình như cái câu chuyện cô ba trái gà hình như cô có đọc không ha? Đó. Con thấy rồi, con hình như con nghe cái tiếng đó, giống y gan cô á. Cô lại đọc á. Dạ. Cô kể chuyện rất là hay luôn. Cô ba cháu gà. Chuyện nó hay lắm. Tính ra là cô cũng đi theo cằn cề với cô Thân Kim Huệ cũng dữ ha. Gắn bó cũng rất là lâu luôn. Đi chắc cũng 40 à. 40 năm hả cô? Ừ. Dạ. Thì rất là lâu. Có cái những cái kỷ niệm nào mà vui vui không cô? Cô đi với cô Thanh Kim Hoài á, cô mình đi miền Tây rồi á cô, có kỷ niệm mà vui không cô, kể con nghe với cô. Nhiều quá ha. Nhiều những kỷ niệm mà vui có buồn có ha cô. Đi với tổ năm đó mà. Dạ, đi với chú Vũ Linh nữa ha. Ừ. Dạ.
trời đi ăn uống đúng vui. Ngày xưa là nghệ sĩ mà. À, chạy xô quá tràn đầu này tới đầu khác gặp nhau hoài luôn. À, ngày xưa chú Năm Hùng nè, cô Thanh Kim Huệ, chú Du Linh, à, chú Thanh Sang, à, con nuôi của cô Sòn Giả Nhi Kiều. À, ngày xưa Sòn Giả Nhi Kiều là bầu xô, à, chỉ là chú Tâm Văn. Hôm trước là có à, cô hôm nay cô đến đây để là cô mua có cái cây. Ủa cái cây này cái gì vậy cô? Mai Chỉ Thiên hả? À. Ủa cô tính đổi cái cây nào hả? Cây bông trang bên hông á. Gì hả? Dạ. Còn đó, còn cây mai đó nó chì trạng lên nó nổi nè. Dạ. Cô thứ mấy cô? Thứ ba. Thứ ba hả? Năm mới sắp tới rồi, chúc cô ba nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nha. Lo cho gia đình thôi. Dạ. Nói chung là giờ chỉ có cha mẹ thôi. Đúng rồi, còn lúc nào cũng phải nhớ cha mẹ đầu tiên. Dạ. Chúc cho chú Thanh Điền cũng nhiều sức khỏe, được bà con cô bác đi hát biểu diễn nhiều nhiều tí nữa, cho bà con cô bác yêu quý nhớ là tới chú, chứ chú lâu mà chú không hát là khán giả vẫn còn nhớ chú. Chú tâm sự quá trời, thấy chú vui mình cũng vui. Dạ. Dạ. Ở nay cô ngoại uống xì tin ha. Xì tin với cái gì vậy? Quýt. À, sự tiền với quýt ha, cái cây. Đó. Rồi giờ vậy cậu cụ làm đây thì mình đi qua lại bên mộ của chú Vũ Linh ha. Đó, quý chú chị, hôm nay thì không có chú Thanh Điền đến. Đó, chỉ có mình cô ba. Thường thường thì cô hay đi chung với chú Thanh Điền nhưng mà do hôm nay là chú bận cho nên là không có đến. Về bà con cô bác cái khoảnh khắc buổi chiều ở đây thì rất là yên tĩnh luôn quý cô chú anh chị, thấy không? Đó. Thì có là nhân viên của Hoa Viên, người ta làm cỏ và Di Minh cùng giữa một số anh em thôi. Đó. Thì bà con cô bác xem video thì ở đây thì cũng không có view gì nữa quý cô chú anh chị, nhưng mà giống kiểu như là giờ đam mê á quý cô chú anh chị. Cứ chia sẻ hoài ở đây gì đó. Tới đâu rồi tới đó. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh Di Minh ha. Di Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Di Minh và đã theo dõi Di Minh ha. Thì Di Minh cũng biết nói gì hơn, chúc cho bà con cô bác càng xa trong ngoài nước thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tết năm nay an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc. Xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.